trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Cả chú ơi! Yeah! Cho tay! Yeah! Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh, xin phù trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta cho dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liền, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa điên kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăm say tiếp nối hy sinh, oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng trên đền cả ngà cùng thiên xa bay, nhưng ra niệm chấm dứt. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý đồng nhiệm an tọa. Trời, mời quý vị cùng chúng ta an tọa. Quý vị hôm nay khỏe không? I hope you have time and I hope you feeling fine. Ok, mời quý vị nghe bài nhạc trước khi chúng ta đi vào vấn đề, ok? Every day the same day. I hope everything under control, right? Mới viêm đó.
anh phiêu bạt sương gió. Nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh mạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng rơi thấp tấu nỗi buồn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nỗi nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Sương gió nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, dân cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi thấp thâu dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ sông núi đợi chờ. Wow, xin kính chào tái ngộ cùng tất cả các anh chị em và kính chào quý vị mới vào diễn đàn. Tôi không có đọc được tên của từng quý vị ngay lúc này được, bởi vì cái máy của tôi nó đang làm việc bên cái BIOS, cho nên nó là tôi thấy quý vị vô mà không biết ai. Sorry. Kính mời quý vị tương tác cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước.
Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và Hồng Thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì và ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ được quốc công tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị có thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Ok, thank you. Today I'm going to take the English version as usual and Vietnamese afterwards. Ok. My computer is not work so good in this time. That's why it's make me a little bit confusing. But don't worry. We try everything we can, okay? Thank you. Here we are. Please pay attention. Thank you. A man that lives for the war, Imperial Duke President Đào Minh Quân. June 4, 2021. This article from the newspaper, foreign newspaper. So I bring down and read for you for Vietnamese overseas. Thank you so much. Generosity, kindness, compassion, and love for others are traits that are slowly dying among people. In this fast-paced world, where everything changes within a matter of a few hours, people are forced to think for themselves first. This is one of the major reasons why the basic feelings of love and care for others are vanishing. Today, the only being they care about is themselves. If things continue to be as they are, the future can turn out to be dark and harsh. Fortunately, not everybody thinks the same way. The ones who think for the betterment of the community are still present. And what of these individuals is Imperial Duke President Đào Minh Quân. Imperial Duke Đào Minh Quân is an ethnic Vietnamese, a U.S. citizen and symbolically a citizen of three worlds. He was voted
and elected by three generations, including seniors, middle-aged, and yours, to undertake as the Prime Ministers of Provisional National Government of Vietnam on February 16, 1991. His purpose to step into Vietnamese politics was to liberate his country from the confines of the communism. He is one of those individuals who have faced the adversities of the life but still stand strong. Imperial Duke President Đào Minh Quân's passion for serving his people and being closely knit to Vietnam can be seen in all his efforts. As a patriot and a people person, he loved his compatriots endlessly, and he wishes to his country to soar high between the clouds and success. Fueled by patriotism and emotional connection with the roots from an early age, Imperial Duke President Đào Minh Quân joined the Vietnamese military. He served the community for a short while until southern Vietnam was forcefully occupied by the communist group. Imperial Duke Đào and other militants were arrested and stayed in the communist prison camps for more than 3 years. Many of his colleagues and close friends died, but he managed to flee from the camps and shifted to the States with his family. Since then, he has been deeply attached to the Vietnamese military and those who spent and gave up their lives serving the country. A true patriot at heart, Imperial Duke President Đào Minh Quân always fell indebted to the government and people of the United States and the Allies. He was grateful especially to the U.S. and helping Vietnamese throughout the history of its resistance war and for their sacrifices in Vietnam. He is also grateful for them having carried Vietnamese refugees in their own countries from the evacuation of the ARVN on April 30, 1955 to the present day. The United States and the Allies gave uncomfortable sacrifices for Vietnam for 8 years, from 1965 to 1973. The U.S. military protected South Vietnam from the invasion of the North Vietnamese communists. To pay a tribute and thank them for the service, Imperial Duke President Đào and his comrades with their own hands and sincere hearts completed a memorial construction for Hexagon Monument at their compound headquarters, Tu Nghĩa Đường. The Hexagon Monument, the memorial works of 58,721 American soldiers, including his comrades, who sacrificed their lives
from Vietnam has recently been completed. The monument consists of six tall and wide black walls. Each wall has two sides. It's supported by the two pillars of marble forming the hexagon, with a total of 12 wall sides, engraved with the name of 58,721 American comrades in arms. It's built on a green cement base with the white hexagonal star at the center. It also has lighting capable of emitting a glow of 5 to 10 kilometers, enough for people from a distance or from an aircraft flying around the area to notice. This tributary monument was built on behalf of the Vietnamese compatriots by Imperial Duke President Dao Minh Quân, who was former Lieutenant Commander of the Black Tiger Special Forces, together with government officials who are Vietnamese patriots all over the world. They have used their strengths combined with love and gratitude to build this construction. They overcame all difficulties and obstacles of the desert sun and wind and completed work for express their gratitude and honor to the American patriots. By building this monument, Imperial Duke Dao Minh Quân, third president of the Republic of Vietnam, and his comrades have expressed the enduring friendship between the US and Vietnam. This would also be a great reunion place for Vietnamese and American patriots, veterans, compatriots of the Allies, to visit the hexagon to experience and touch each stone carved in the name of hero would truly be an emotional experience. They would also offer gratitude and respect to the heroic 58,721 U.S. comrades in arms who laid their life for peace, independence, and free for Vietnam. Imperial Duke President Dao Minh Quân's love and empathy for people show a lot about his personality, determination, and intentions. Although he has been portrayed negatively in media, his silent actions speak louder than words. He is truly an inspirational personality. Thank you for your paying attention. Thank you so much. Now we're going to take Vietnamese version, okay? I hope you have time with me. Thank you. Kính mời quý vị, bây giờ xin phép quý vị cho chúng tôi xin uống miếng nước. Sorry quý vị ạ. Tôi biết quý vị rất là thắc mắc tại sao tôi uống nước rất là nhiều. Bởi vì cái cơ thể tôi nó đòi nước rất là nhiều và bác sĩ buộc chúng tôi là phải uống nước thật nhiều. Nhưng phải uống nước không quý vị, uống nước là nước chanh. Ok, kính mời quý vị, hôm nay chúng tôi được hân hạnh
đọc bài viết của một vị thiếu tướng. Tôi không dám nêu cái tên của người thiếu tướng đó ra ở trong đây, mà tôi nói là đây một vị thiếu tướng đã gửi cái bài viết này ra bên ngoài Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc post lên cho chúng tôi, và chúng tôi được hân hạnh và đọc lên đây. Chiến binh kiên cường vì dân chủ tự do, Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Trong Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 5 tháng 7 năm 2005, giữa hàng trăm quan khách là các chính trị gia dân chủ, các nhà tài phiệt hàng đầu của Hoa Kỳ, xuất hiện một người Việt Nam. Trong sự chú ý của mọi người, từ bàn tiệc tối dành cho khách mời, ông đỉnh đẹp bước lên khán đài, long trọng tuyên bố: "Hôm nay tôi có mặt nơi đây với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để chia sẻ, làm nhân chứng cho cuộc đấu tranh trường kỳ chống lại chế độ Cộng sản, cả ở Hoa Kỳ, nơi mà Cộng sản đang có mặt đông đảo, mạnh mẽ, và ở quê hương chúng tôi. Bất cứ nơi nào Cộng sản tồn tại, thế giới không ổn định, và vì lý do đó, chúng ta phải liên tục đấu tranh nhân danh dân chủ tự do và vì tương lai của con em chúng ta. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn biết ơn sâu sắc tất cả những chiến hữu Hoa Kỳ và đồng minh, những người đã hy sinh cho tự do và dân chủ, bao gồm tất cả những người lính của chúng tôi." Đó là khúc trích cứu nước B-13 PM Dow Speech 2005 WMV ở YouTube. Đó là ông Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, vị chính khách này đã đến đại hội một mình, không có bất cứ một tùy tùng nào trong chính phủ của ông cùng tham dự. Vào thời điểm đó, ông đang ẩn dập trong sa mạc Tủ Nghĩa Đường, 10.800 Sierra Road, Atlanta, Cali 92301. Nơi mà văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã hơn 10 năm, kể từ năm 1995. Chỉ có một mình ông ở lại đó cho đến khi dân biểu Gary Miller cử phái đoàn vào tận nơi đây để thỉnh mời ông ra dự đại hội. Nhưng ông đã đề cập: "Bất cứ nơi nào Cộng sản tồn tại, thế giới không ổn định. Cho nên, dù chỉ còn lại một mình, ông vẫn nguyện cả đời dấn thân vào cuộc tranh đấu đem lại dân chủ và tự do cho nhân loại, trong đó có người Việt và Hoa Kỳ." Người mang trong mình dòng máu tương già, ông Đào Minh Quân ra đời vào ngày 16 tháng 9 năm 1952 ở Sài Gòn Gia Định, là một người Việt Nam thuần tí, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho học thanh bạch, có truyền thống tướng gia. Ông thụ hưởng tất cả những phẩm chất kiêu hùng và thông minh đỉnh tuệ của dòng tộc tổ tiên. Vị thống soái nổi tiếng Hương Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nội tổ 3 lần đánh bại giặc Mông Cổ và
Tế Văn Hồ, Nguyễn Trãi, Ngõ Tổ là những tên tuổi lừng lẫy trong việt sử. Thân phụ ông, cụ Đào Thế, cũng là một sĩ quan mẫu mực thuộc binh chủng nhảy dù đầu tiên của quốc gia Việt Nam. Khi mới 16 tuổi, ông đã tham gia khóa huấn luyện biệt kích My Force của Hoa Kỳ tại Sơn Trà và trở thành trợ lý cho một phóng viên chiến trường người Mỹ, ông Robert Diamond của thông trấn xã AP, làm hướng đạo cho ông Uman vào sâu trong chiến trường miền Nam, đến những nơi cuộc chiến tranh Việt Nam diễn ra ác liệt nhất. Ông tận mắt chứng kiến sự nghiệt ngã và khốc liệt của chiến tranh và thủ đoạn tàn ác của Cộng sản, nhất là cuộc tàn sát đẫm máu Tết Mậu Thân năm 1968, dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn người dân Huế khi mọi người đang vui vẻ trong ngày Tết đầu năm. Ông đã tham gia nhập ngũ vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970, khóa 571, trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức với quân số 72-140999. Người sĩ quan trẻ này ngay từ đầu buổi đầu dấn thân vào con đường binh nghiệp, chọn chỗ hiểm nghi nhất khi chiến sự leo thang cao điểm vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ông tình nguyện làm việc tại Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quán trị để nhảy vào vùng hỏa tiến Đông Hà, rồi sau đó xin tuyên chuyển ra tác chiến ở tiểu đoàn 122 trong đóng ngay tại phòng tuyến cổ thành cầu bờ bến bên dòng sông Vĩnh Định. Tại đây ông nhận nhiệm vụ là đại đội trưởng đại đội chỉ huy công vụ của tiểu đoàn 122. Ông chính là người đề xuất việc thành lập toán trinh sát Black Tiger đi không tiếng về không lời và được giao làm trưởng toán với công tác tiền tham quân báo đặc biệt tại địa đầu dưới tiếng Đông Hà thuộc vùng 1 chiến thuộc. Toán trinh sát này còn có nhiệm vụ truy lùng các đầu sỏ cộng quân và ông đã bắt được Lê Dũng, đầu sỏ quan trọng của Cộng sản Việt Nam vào mùa hè và mùa thu năm 1972, đã nhằm góp phần quan trọng của quân lực Việt cùng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa bẻ gãy âm mưu tái chiếm của cộng quân năm đó. Cấp bậc sau cùng của ông là trung úy. Vào thời điểm xe tăng của cộng quân cán sạch cửa cổng Dinh Độc Lập, hoàn toàn hoàn thành việc chiếm đóng miền Nam, ông là một trong những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử thủ bảo vệ thành phố, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và bị bắt đến 2 lần, từ năm 1975 đến năm 1977. Ông trải qua thời gian ở các trại cải tạo của Cộng sản ở Trảng Lớn, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Vườn Ôm Cây, xã Minh Hưng. Cuộc chiến gọi là chiến tranh Việt Nam, Việt Nam này thực chất là cuộc chiến phi nghĩa do Cộng sản Bắc Việt theo chỉ thị của Tàu Cộng và Cộng sản quốc tế tạo ra trên đất nước Việt Nam của ông, gây ra tổn thất nặng nề cho Việt Nam và cả Hoa Kỳ cùng đồng minh trên thế giới. Hơn 3.595.000 sinh mạng đã mất tích, mất đi, bao gồm 58.721 binh sĩ Hoa Kỳ, hơn 300.000 người bị thương và hơn 1.600 người mất tích, thiệt mạng hơn 1.100.000 cộng quân
và hơn 70.000 thường dân ở miền Bắc, 250.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 289.000 thường dân ở miền Nam. Sau chiến tranh, hơn 1.000.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù, 165.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chết vì bị tra tấn, vượt ngục và bệnh tật trong nhà tù khủng khiếp của Cộng sản. Trong đó có bản thân ông, để thoát khỏi chế độ Cộng sản, tìm đến bờ tự do, hơn 3.000.000 người dân miền Nam Việt Nam thực hiện những hành trình nguy hiểm. Có hơn 400.000 người miền Nam đã chết khi cố gắng trốn thoát bằng đường biển hoặc đường bộ. Ông và gia đình cũng ở trong cái làn sóng di tản đó và may mắn vượt thoát đến Hoa Kỳ ngày 14 tháng 8 năm 1980. Từ một doanh nhân trở thành triết gia và nhà chính trị lỗi lạc, vừa đặt chân đến Mỹ, ông đã tham gia ngay vào các phong trào người Việt quốc gia đấu tranh chống cộng, chống cộng sản ngay tại thủ đô người Việt tị nạn cộng sản Nam California. Đồng thời vừa học vừa làm, chẳng bao lâu ông trở thành một nhà chủ thành công trong cái môi trường cạnh tranh kỹ thuật cao của giới kinh doanh và kỹ thuật điện toán ở Hoa Kỳ. Từ hãng Measurement System and Control Incorporation đến Advanced Digital Cooperation, các trung tâm IBM, sau đó chính ông đã sáng chế ra rất nhiều sản phẩm dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán như thiết kế và sửa chữa một phát minh mới của hãng gọi là Super 6 Multi-Sliver để cải tiến máy điện toán cá nhân IBM Personal Computer thành đa năng, rồi phát minh ra hệ thống có thể trắc nghiệm hàng chục Multi-Sliver cùng một lúc để giảm thiểu số chuyên viên làm trong bộ phận sản xuất Production Department, hướng dẫn những kỹ sư và chuyên viên của công ty trong việc chế tạo, thử nghiệm, rồi sản xuất hệ thống Multi-User. Sau đó, ông lập hãng riêng và công ty Clone Master để cải tiến hệ thống IBM với tốc độ nhanh gần gấp đôi mà giá cả chỉ bằng một nửa, gọi là hệ thống điện toán Clone Master. Năm 1984, ông trở thành chủ tịch các chi nhánh sản xuất máy điện toán cá nhân Dow Computer. Là một người sống ở cả hai xã hội theo hai chủ nghĩa trái ngược nhau, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, ông đã sớm nhận ra sự bất toàn của cả hai chủ nghĩa này. Tuy chúng đối nghịch nhau, nhưng khi phát triển đến cực thịnh sẽ biến sinh đi vào vòng tròn lẫn vẫn của nhau. Con người sẽ đến lúc bước vào thời kỳ đại tỉnh thức để tìm ra con đường trung dung, hướng về tâm linh và lối sống thuận theo thiên nhiên, cũng như chiến dương đạo đức để dung hòa tất cả các khía cạnh đối chọi giữa nhau, giữa hai nhu cầu tâm linh và vật chất trên con người. Từ học vấn căn bản do thụ hướng từ các bậc thầy khai ngộ, các triết gia, nhất là hai vị thầy chính thức là Hòa Thượng Thích Chân Thức và triết gia Lưu Kim Định, ông đã đưa ra thuyết tân dân chủ và tuyên bố kỷ nguyên tân dân chủ vào năm 1987. Chủ thuyết này đã có một nền tảng thực tiễn
phôi thai tại Hoa Kỳ. Đó là phong trào sinh viên học sinh Tân Dân Chủ do ông thành lập khi ông lập ra các trung tâm hỗ trợ những người mới nhập cư Hoa Kỳ được học Anh văn, vi tính và các luật lệ của Hoa Kỳ để dễ dàng hơn khi hòa vào đời sống mới tại Hoa Kỳ. Phong trào này đã phát triển cực mạnh vào năm 1989 tới năm 1990 khi đã ủng hộ hơn 300.000 nhân sĩ yêu nước của Việt Nam phản đối việc vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO. Tại đây, chính ông là người đưa ra yêu cầu so sánh dấu vân tay của xác Hồ Chí Minh và dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc để chứng minh Hồ Chí Minh và là người Việt Nam. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thực hiện được, nên việc vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới đã bị hủy bỏ. Đó là cái bước đầu tiên khiến ông thành một gương mặt chính trị nổi bật trong cộng đồng người Việt, ngay cả trong giới chính trị Hoa Kỳ. Năm 1990, Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã mời ông làm thành viên chủ nhân. Từ đó trở đi, nhu cầu cao hơn cho cuộc đấu tranh chính trị và cứu giúp đồng bào của ông đã khuyên ông dần từ bỏ con đường kinh doanh và tiến sâu hơn vào con đường của một chính trị gia, đúng như phẩm chất tướng gia vốn có sẵn trong ông. Năm 1990 đến năm 1995, ông đã bán hết tất cả tài sản cứu 200.000 đồng bào của ông trong các trại tị nạn được bình ổn. Sau đó giúp 15.000 đồng bào định cư Hoa Kỳ và 185.000 đồng bào hồi hương. Trong sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc cùng với quỹ PDI, ông là người lãnh đạo phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ mở đại hội dân chủ đoàn kết để đứng ra thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Sau đó, chính ông, chính đồng bào của ông thuộc ba thế hệ người Việt hải ngoại trong nước và tại các trại tị nạn vùng Đông Nam Á đã bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với số phiếu bầu 65%. Hy sinh tận tụy và kiên nhẫn vô hạn trường kỳ bảo vệ dân chủ tự do. Ông là một chính khách người Việt có được sự tin tưởng nhiều nhất từ phía đồng minh Hoa Kỳ khi đứng ra nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Hai chính phủ bắt đầu thực hiện kế hoạch song phương để chống lại sự bành trướng và đe dọa của cộng sản. Của CNCS để thực hiện không thành kế, bỏ ngỏ Hoa Kỳ cho cộng sản đi vào theo hướng dân chủ tự do và nhân quyền, cũng như cho họ mạnh dạn đầu tư vào khối tự do, ông phải hy sinh rút vào tù nghĩa đường. Ẩn dẫn chờ đợi 20 năm. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông vừa được thành lập cũng dời căn cứ vào đó. Theo thời gian, sức nhẫn chịu của con người có hạn, hầu hết chiến hữu của ông tạm lui về cuộc sống gia đình, chỉ còn một mình ông trơ trọi trong tù nghĩa đường. Cũng như một mình đi đến các cuộc họp ngoại giao với chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh 28 quốc gia Âu Châu, thực hiện chiến lược của khối dân chủ tự do chống cộng sản. Ông từng hội kiến Tổng thống George H.W. Bush và cảnh giác ông ấy về nguy cơ xâm lấn của cộng sản vào xã hội Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã hai lần gửi công hàm ngoại giao cho ông vào năm 1990 thông qua các hoạt động song hành giữa hai chính phủ. Qua hai lời mời của chính phủ Hoa Kỳ, ông đã tham dự Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 5 tháng 7 năm 2005 và phát triển tại Thư viện và phát biểu tại Thư viện Nixon ngày 15 tháng 10 năm 2010 để công bố chủ quyền Biển Đông bao gồm hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian công du Úc Châu, Âu Châu và Canada, ông đã vận động các chính phủ quốc gia đồng minh công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như phổ biến chiến dịch ký đập mặt Hồ Chí Minh để phân định ranh giới tư tưởng giữa khối dân chủ tự do và khối cộng sản và thành lập các văn phòng đại diện chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở các quốc gia và châu lục này. Ông cũng nhận công hàm ngoại giao của khối Liên minh Âu Châu. Cũng cùng với các chuyên gia của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thiết lập hệ thống trưng cầu dân ý online tối tân và an toàn nhất để đồng bào trong nước và quốc tế được tự do tự nguyện bày tỏ nguyện vọng bầu chọn người đại diện cho quyền công dân của mình đứng ra giải thể cộng sản tại Việt Nam. Thể theo nguyện vọng của người dân thông qua hơn 4 triệu phiếu trưng cầu dân ý, ông đã khai sáng lên nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 1918 và sau đó đăng quang Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018. Số phiếu bầu qua hệ thống trưng cầu dân ý vẫn đang gia tăng từng ngày. Hiện nay đã có trên 8 triệu phiếu. Mặt khác, ông đã được chính quyền Hoa Kỳ tiểu bang California vinh danh 30 năm phục vụ đồng bào vào ngày 30 tháng 4 năm 2016. Bắt đầu từ năm 2013, ông khởi kiện Trung Cộng và Việt Cộng đến Tòa Hình sự Quốc tế ICC và Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Vụ án Trung Cộng dùng Hồ Chí Minh giả làm người Việt để thôn tính và diệt chủng dân tộc Việt Nam mới đây đã được Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ tiên xử ông Đào Minh Quân thắng kiện Đảng Cộng sản Trung Cộng Tàu Cộng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông số tiền 38.000 tỷ Mỹ Kim. Theo hồ sơ số ENC-2012-15, xét xử ngày 14 tháng 4 năm 2021, ông tuyên bố sử dụng toàn bộ chiến thắng này chia sẻ cho đồng bào Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại Tủ Mỹ Đường, ông đã cho xây bia ngũ vị thần tướng, những anh hùng vô danh và lục giác đài, Hexagon Monument, để bày tỏ lòng kính trọng ghi ơn và tưởng niệm 58.721 quân nhân Hoa Kỳ, trong đó có những chiến hữu của ông, những người đã chiến đấu bảo vệ chính nghĩa tự do, đã hy sinh trên quê hương Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và một chiến binh là một chiến binh của cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ và là chứng nhân lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của tội ác này là do chủ trương bành trướng của Cộng sản. Như ông đã từng cảnh giác, các vị nguyên thủ của Hoa Kỳ
qua các nhiệm kỳ khác nhau của họ về sự len lỏi vô hình và bành trướng đáng sợ này. Nguyên nhân đó là đảng tính cộng sản, thứ rất khó diệt khi nó đã định hình trong một xã hội. Dù đó là xã hội dân chủ, ông chủ trương con đường cách mạng tâm trị bằng chủ thuyết tân dân chủ, con đường hòa bình cho nhân loại. Đó là một cuộc chiến không dùng bạo lực nhưng thật quyết liệt, và là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa sự thật và vô trá, giữa chính và tà, giữa người chân chính hữu hình và kẻ phi nhân vô thần. Chiến trường của cuộc cách mạng tâm trị chính là tâm thức của mỗi con người. Khi để cho những tà kiến hay tà tâm lấn lướt là chúng ta rước ma quỷ vào trong ngôi nhà tâm thức của mình. Tất cả những thứ hận thù, ganh ghét, đố kỵ, tham lam, ích kỷ chính là cái mối ngon để nuôi kẻ thù. Còn những phẩm chất cao đẹp vốn có trong mỗi con người như trí tuệ, dũng lực, can đảm, trách nhiệm, bền bỉ, khiêm nhường và nhân ái là vũ khí chống lại kẻ thù, đồng thời là dưỡng chất nuôi mầm phúc lạc trong chúng ta. Ông tuyên bố sẽ không dừng bước cho đến khi giải thể hoàn toàn cộng sản tại Việt Nam và trên thế giới. Tiếp bước ông, hiện nay đã có một lực lượng hùng hậu là những thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà ông đang cố gắng đào tạo để họ trở thành những đào minh quân, chiến binh kiên cường trong cuộc cách mạng tâm trị mang lại phúc lợi, phồn vinh cho xã hội và gìn giữ đạo đức con người. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị nên nhớ rằng sách lược của Đức Quốc Công Tổng thống ngày Đào Minh Quân đã ban ra: nếu ai vẫn còn ngôn cố tại Việt Nam hợp tác với cộng sản đều có trọng tội. Tập đoàn cộng sản sau khi ngài đã đưa ra một cái sắc lệnh mà vẫn còn tiếp tục hại tội quốc dân đều mang trọng tội ở tương lai. Cho nên quốc dân Việt Nam ở trong nước ngày hôm nay hãy an tâm tự tại rằng ngài Đức Quốc Công đã quyết liệt trở về cứu quốc trong những ngày tháng gần đây nhất. Và nên lưu ý rằng tập đoàn cộng sản sau khi cái sắc lệnh nó đề ra mà vẫn còn ngôn cố đàn áp quốc dân thì những con người đó phải trả một cái giá rất đắt cần thiết. Khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về với lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên hai miền Nam Bắc, Bắc thì bắt chúng nó phải quỳ trước quốc dân mà hài tội. Cho nên chúng ta hãy từng bước một nhìn thấy ngài Đức Quốc Công chiến thắng tập đoàn cộng sản Việt Nam và tập đoàn cộng sản Tàu. Ngài Đức Quốc Công không phải chỉ giải thể tà viên cộng sản tại nước Việt Nam mà luôn cả Tàu Cộng, và đặt ra cái an nghi hạnh phúc cho cả thế giới. Khi mà quý vị nhìn nên nhớ rằng câu chuyện nó đến lúc
tập đoàn cộng sản vẫn còn đang ngủ ngáy, vẫn còn đang uống cà phê, vẫn còn đang nhảy đầm nha. Chứ nó không phải là trong cái chỗ khiếp sợ đâu. Bởi vì ngài Đức Quốc Công, ngài luôn dùng tâm trị. Bởi vì ngài Đức Quốc Công luôn bỏ cộng còn việc, việc không giết việc mà. Cho nên không có rần rộ giống như quý vị muốn nhìn thấy, muốn nghe đâu. Nó không phải như thế. Cho nên xin thưa quý vị, đừng bao giờ nghĩ rằng tại sao im lìm như thế, mà sự thật nó phải im lìm. Chứ không cần thiết là phải hô trương ra to lớn. Mời quý vị cùng chúng tôi nghe bài nhạc và trước khi chúng ta chia tay, kính cảm ơn quý vị thật là nhiều. Chào Trung Nguyên, chào Hồng Anh. Chào Vinh Tân Lê. Chào Thị Thị. Ok, kính chúc quý vị một ngày bình an bên người thân yêu. Kính chào quý vị, tạm biệt quý vị. Bye bye.